Nhưng may mắn nữa rồi, ba ghi điểm rồi. Bóng TBN rất khỏe, bù đắp. Và đó là 2 điểm ngọt ngào dành cho cầu thủ số 15. Phút cuộc rất tốt và đó là 2 điểm cực kỳ xuất sắc của năm, nhưng tiếp tục là một tình huống. Với pha đầu tiên tính tiền từ Nguyễn Siêu. Với pha đầu tiên tính tiền bởi người bạn Thái An đến từ Olympia của tôi. Nhật Minh đã có một pha cướp bóng rất hay và chuyền cho Thái An 2 điểm. Bóng tốt, có một pha đánh. Pha siêu đấy có vẻ không hiệu quả. Khoa Su vẫn rất là điêu luyện. Và đấy là 2 điểm tính cho Khoa Su. Anh Khodriu đang bị Umilo kẹt rất sát. Đã có khoảng trống cho anh Khodriu. Anh Khodriu chuyền bóng cho Khoa Su. Chuyền rất tốt. Khoa Su đã có 2 điểm. Rất thiếu lực. Nhưng mà Khoa Su đã sửa sai cho Lịch Chí Kiên. Đâu, rất sát Umilo. Chuyền lại cho Gia Hiếu nhưng mà đã bị cắt rồi. Và lại là 2 điểm tính cho Iron Man từ vị trí của Lịch Chí Kiên.